bóng công chính cũng cần phải có những điểm cộng. Một bóng nguy hiểm, có một người ở trong vòng bóng này, dứt điểm. Bàn thắng đầu tiên của Dukulix S3 dành cho đội bóng công chính. Và Dukulix S3 đã có được bàn thắng đầu tiên ở mùa giải năm nay. Và ghi bàn vừa rồi là của Ngô Quân. Một bàn thắng đã làm nổ tung cầu trường tại sân bóng Thành Kính Auto. Sai lầm tới từ đội trưởng Tuấn Ecobus. Và Ngô Quân với tốc độ được duy trì cực kỳ tốt của mình, cầu thủ này đã đưa ra được một cú dứt điểm cuối cùng. Cầu thủ ghi bàn đầu tiên ở trong Dukulix S3 trong mùa giải năm nay. Và nó được dành cho Ngô Quân của đội bóng công chính đấy đâu. Một đều dành cho đội bóng FC Bia. Trận đấu đang thực sự nóng lên ở những phút đấu cuối cùng ở trong cặp đấu này. Đơn giản là như vậy. Niềm vui đến chẳng tẩy gang đối với đội bóng công chính. Và không quá lâu sau đó thì đội bóng FC Bia cũng đã có được một thời cơ. Được truyền tốt tới từ cầu thủ mang số 90 của đội bóng FC Bia. Và cú đá này, tình huống lắc đầu này của Hoàng Thái có thể chiến đấu với một trận đấu dài hơn. Khá nguy hiểm, 2-1 dành cho đội bóng FC Bia rồi. Đã có bàn thắng thứ hai dành cho đội bóng FC Bia. Kịch bản đã thay đổi liên tiếp ở trong trận đấu ngày hôm nay. Và lần đầu tiên ở trong trận đấu này, FC Bia đã vươn lên dẫn trước. Có lẽ đã không còn thời gian dành cho đội bóng FC Công Chính nữa đâu. Pha bỏ bóng điểm 10 tới từ cầu thủ của đội bóng FC Bia. Và bây giờ sẽ là một thời cơ dành cho Thanh niên Thị Trấn, đang là sự cân nhắc tới từ lãnh đội của đội bóng Thanh niên Thị Trấn dành cho Cường Em. Đứng bóng vào, khá nguy hiểm. Chúng ta sẽ chờ đợi vào quyết định cuối cùng của trọng tài, liệu rằng đã có một cầu thủ nào đã tạo ra một điểm cắt ở trên không trong pha bóng vừa rồi hay không. Bóng cũng đã được đưa vào lưới khung thành của thủ môn Team Mate trong sự bất lực của thủ môn Bạch Trang. Một tình huống treo bóng vào cực kỳ khó chịu của Cường Em. Chúng ta một lần nữa cùng xem lại pha bóng này, xem rằng một cầu thủ nào ở trên sân cũng đã tạo ra một điểm cắt hay không. Pha bóng diễn ra đã quá rõ ràng đối với những khung hình vừa qua mà chúng ta đã được theo dõi. Bóng đã chạm tay của Bạch Trang. Và ba thắng đối với Thanh niên Thị Trấn ở trong pha bóng vừa rồi. Những sự hứng khởi sẽ đến ở trong cặp đấu này sẽ nhiều hơn. Và đây sẽ là một cơ hội dành cho đội bóng FC Golf. Một thời cơ quá tuyệt vời. Tỷ số được mở dành cho đội bóng FC Golf ở trong pha bóng này. 1-0 dành cho đội bóng FC Golf. Chiến thuật phòng ngự phản công của đội bóng này đã tạo ra được một hiệu quả. Và hiệu quả đó đã được cụ thể tối đa bằng một bàn thắng. Chúng ta một lần nữa cùng xem lại pha bóng này. Tuyến giữa sân của đội bóng Manderson Cầu Quan đã bị thất thủ. Và công việc ở trong pha bóng này của cầu thủ bên phía FC Golf là tăng tốc và tạo ra được một tình huống chiếm lĩnh một khoảng không gian đủ lớn. Bóng fan Manchester United đến từ Cầu Quan vẫn đang có được liên tục lại những tình huống đá phạt cố định. Và đây sẽ là một quả đá phạt góc dứt điểm. Tỷ số đã được cân bằng 1-1 dành cho Manderson Cầu Quan. Và người ghi bàn ở trong pha bóng này là Hòa Chay. Một pha bóng cố định và Man Utd Cầu Quan trong một vài những tình huống trước đó mà họ đã dồn ép đối phương như sóng vỗ bờ. Và ở thời điểm này họ đã cụ thể hóa những sức ép đó thành bàn thắng gỡ hòa. Một đường chuyền, hai điểm chạm và bàn thắng cân bằng tỷ số đã đến đối với Man Utd Cầu Quan. Cú đá nhẹ nhàng, tinh tế. Và bây giờ sẽ là cơ hội dành cho Hoàng Lậu. Hoàng Lậu, bàn thắng đến đối với Madison Cầu Quan ở trong pha bóng này. Cú đá cực kỳ mạnh của Hoàng Lầu ở vị trí đá phạt đền. Và 2-1 dành cho Madison Cầu Quan. Hai bàn thắng đến một cách liên tiếp dành cho đội bóng này. Và cuộc lộn ngược dòng của họ trước khi khép lại hiệp đấu đầu tiên chuẩn bị được hoàn tất. Bóng đã chạm vào xà ngang, nảy vào lưới của thủ môn bên phía đội bóng FC Golf. Và bàn thắng dành cho Hoàng Lầu. Nguy hiểm, Quân Royce đưa bóng vào, có một cơ hội Tuấn Anh. Tỷ số đã được nâng lên thành 3-1 dành cho Man Utd Cầu Quan. Và lần này thì người đội trưởng của Man Utd Cầu Quan đã tiền tiền mình lên bảng tỷ số. Một bàn thắng đến với đội trưởng Tuấn Anh của Man Utd Cầu Quan là xứng đáng đối với những gì mà cầu thủ này đã làm được.
với vai trò của một người thủ lĩnh trong màu áo của Madison cầu quan ở hiệp đấu đầu tiên. Một bàn thắng mà Tuấn Anh đã được hưởng lợi sau đường chuyền cực kỳ hay tới từ Quân Royce. Đưa bóng vào, khá khó chịu. 4-1 dành cho Madison cầu quan rồi. Bàn thắng lần này dành cho Hòa Chay. Những thời khắc cuối cùng của hiệp đấu đầu tiên và FC Góp đang bị vụn vỡ. Họ đang bị gục ngã theo một cách mà họ đã không thể nghĩ tới được. Quả đá phạt cực kỳ khó chịu của Quang Chính. Sau đó thì đội trưởng Hòa Chay cũng đã đưa ra một tình huống cắt mặt. Một điểm chạm cũng đã được đưa ra. Và tiếp tục là một cơ hội nữa. Bùi Quang Chính chưa dứt điểm. Và sẽ là một tình huống kiến tạo. Lần này thì bàn thắng thứ 5 cũng đã đến dành cho Madison cầu quan. Người đã không phủ lòng của Bùi Quang Chính trong những phút đấu vừa qua, đó là Xuân Tùng. Rõ ràng vai trò của Bùi Quang Chính ở những phút đấu vừa qua đóng góp như một vị trí tiền vệ kiến thiết thực thụ. Một nhịp giữ lại và sau đó đưa bóng ngược về tuyến hai. Cú đệm bóng của Xuân Tùng là một tình huống đệm bóng chính xác đến từng điểm chạm. Và 5-1 dành cho đội bóng Madison cầu quan. Tuổi thanh xuân của chúng ta luôn luôn gắn liền đối với Đoàn Vix và Postco. Và ngày hôm nay chúng ta đang được chứng kiến những hình ảnh đó ở trên sân bóng thành kính cao tù tới từ Madison cầu quan. 6-1, lần này thì chính Bùi Quang Chính đã điền tên mình lên bảng tỷ số. Và chính cầu thủ này cũng đã ghi bàn tiếp tục dành cho Madison cầu quan. 6-1 rồi. Một trận đấu với tỷ số ở thời điểm hiện tại gần bằng một set tennis dành cho Madison cầu quan trước các cầu thủ FC Góp. Cú đá bóng thậm chí còn đập vào xa ngang và đẩy vào lưới. Bóng xuất phát từ vị trí của Xuân Tùng. Và như vậy thì đã có bàn thắng thứ 7 dành cho Madison cầu quan. Bàn thắng thứ 7 dành cho đội bóng Madison cầu quan rồi. Cú đúp của Bùi Quang Chính. Lần này thì bắt buộc phải ghi bàn thôi. Lê Thành là người đã khởi xướng vào bóng vừa rồi. Xuân Tùng là người đã dứt điểm đầu tiên. Nỗ lực cứu thua của Văn Công. Và bóng đã tìm đến đúng vị trí của Bùi Quang Chính. Bắt buộc phải ghi bàn trong pha bóng này. Đó là đội trưởng Anh Tuấn. Có thể dứt điểm. Tỷ số đối mở dành cho đội bóng FC Anh Em. 1-0 dành cho đội bóng FC Anh Em rồi. Tỷ số được mở ở một thời điểm lại là một bàn thắng đến ở quãng thời gian cuối cùng của một trận đấu nữa. Lần này là bàn thắng được ghi ở phút thi đấu thứ 57. Pha ghi bàn vừa rồi là của Si Máy. Chúng ta sẽ cùng xem lại pha bóng này. Pha bóng diễn ra nhanh, cú đá cực kỳ khó chịu của Si Máy. Một lần nữa chúng ta cùng xem lại pha bóng xuất phát từ đường chuyền của cầu thủ bên phía đội bóng FC Anh Em. Si Máy đã có một khoảng không gian đủ lớn, căn chỉnh, thức ngắm và sau đó tung ra một cú kết thúc cuối cùng. Và đổ người của Quang Hùng cũng chỉ là minh họa cho pha bóng này cực kỳ đẹp mắt của Sĩ Máy mà thôi.